rất là nóng. Nóng nóng nóng. Nóng hay. Nóng. Cái sợi nó không chín mà khoảng 50 phút rồi đã chín thì hay. Nóng lắm. Đúng rồi. Mục tiêu là cái xài mũi xanh nó nóng. Hiện tại là mình đang ở Hà Nội nhé bạn. Sau khoảng gần 2 ngày di chuyển cùng với anh Tú trên chiếc xe đầu kéo thì hiện tại là mình đang ở Hà Nội rồi. Vừa đi khỏi cao tốc Ninh Bình Pháp Vân hả anh? Đúng rồi. Tuyến cao tốc hai bên rất là đẹp. Đây là ngoại ô của Hà Nội đúng không anh Tú? Anh Tú đang ăn kẹo. Anh Tú đang ăn cái gì kẹo mè sứng mùa Huế các bạn ạ. Đặc sản Huế và cái kẹo này rất là dai. Nhai là mỏi cái hàm luôn các bạn ơi. Nếu mà bạn nào mà đi qua Huế thì nên thưởng thức thử cái kẹo này. Nó ngon đúng không anh? Uống với một ly trà nữa. Đấy, cầu Thanh Trì đi thẳng. Phải nói là cái cảm xúc mà đặt chân tới Hà Nội nó rất là khác so với những tỉnh thành khác các bạn ạ. Và mình thực sự là muốn có dịp mình ghé vào đây để mình đi dạo một vài vòng Hà Nội cho đỡ nhớ. Anh Đông có ra Hà Nội nhiều chưa anh Đông? Đây là lần thứ hai. Thế này thì anh lần là, thứ hai. Này là mình sẽ nhìn rõ hơn tại vì mình đang có một cái tầm nhìn, đang có một cái tâm thế là tuyệt vời. Dạ. Mấy lần trước mình ra Hà Nội thì toàn đi bằng máy bay không à, nhìn từ trên trời xuống. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình được đi một cái chuyến đi bằng xe mà nó lại trải nghiệm trên một tuyến đường dài đi qua Hà Nội như này. Nhưng mà là nhân cái dịp này là cũng chia sẻ luôn cái chuyến đi này là với anh Tú. Thứ nhất là cũng ít nhiều là mình cảm thấy là mình có nhiều sự thay đổi. Trước mắt là quần dài, áo dài. Bây giờ là sao đùi áo ngắn. Bây giờ như là dân hip hop các bạn, đội nón ngược lên kìa. Mang giày và hành là mang dép kẹp mà nè. Nhưng mà rất là đã, rất là thích. Tại vì mình giống như mình ngồi liên tục, mình di chuyển liên tục và những hình ảnh trước mắt mình cứ từ tỉnh thành này qua tỉnh thành khác, từ khung ảnh này qua khung ảnh khác rất là hay. Và mình cũng thấy nhẹ người hơn rất là nhiều. Dạ. Sau những rất nhiều mệt mỏi về công việc ha. Dạ, thầy rất là thích. Nhưng mà phải nói là sau đợt này anh Đông về Sài Gòn sẽ là rất nhiều công việc đang chờ đón anh, tại vì anh phải tranh thủ mình tận hưởng. Tranh thủ tận hưởng. Nói chung là lịch trình mình bật mí cho các bạn là sẽ rất là nhiều lịch trình thú vị để khám phá về vùng Tây Bắc trong chuyến đi này. Dạ. Mình sẽ cố gắng gọi là thu xếp thời gian để đưa Dũng và anh Đông cùng nhau đi là những cái khu chợ mà mang tính chất rất là vùng cao để khám phá ẩm thực Tây Bắc, rồi trải nghiệm một số văn hóa ở vùng Tây Bắc nào đó. Nếu có thời gian nữa thì mình sẽ xuống Hà Nội, nhưng mà nếu thời gian không đủ thì anh em mình chỉ loanh quanh Tây Bắc. Đúng rồi. Mình chưa bao giờ đi Tây Bắc quá. À, nghe anh Tú nói như vậy thì mình cũng rất là hào hứng và hy vọng là sẽ ghi nhận được những cái hình ảnh thú vị để gửi đến tất cả các bạn. Mình giống như là đi thay các bạn thôi các bạn ơi. Mình sẽ ghi lại để các bạn có thể ở nhà và có thể cảm nhận được rõ cái văn hóa ẩm thực hay là những cái cảnh đẹp của quê hương đất nước, đặc biệt là trong cái chuyến đi với anh Tú này. Em rất là ngoài ra nữa là trong quá trình đi thì rất là cảm ơn mấy anh chị, hình như là cũng rất là đồng hành ủng hộ mấy anh em mà cũng comment trên đúng rồi đúng rồi của anh Dũng là đồng hành với mấy anh em, và đây cũng là một cái động lực mình vừa đi mình vừa thích mà mình gặp là mình đồng hành thêm với mấy anh chị trên kênh của anh Tú và anh Dũng là mình rất là thích, tại mấy anh chị cũng ủng hộ mình cái điều mình làm thì mấy anh chị ủng hộ và mấy anh chị cũng chia sẻ cảm xúc với mình nên là mình rất là thích. Đọc cái điểm đấy là cái động lực lớn cho gia mình. Dạ. Các bạn biết là anh Tú lái xe và anh Cảm lái xe, hai người thay đổi ca với nhau liên tục, nhưng mà lẽ ra cái thời gian mà thay ca anh Tú đi ngủ thì anh Tú dành rất là nhiều thời gian để đọc comment của các bạn. Các bạn không tin được là anh Tú đọc rất là nhiều comment và thậm chí là tất cả không chừa một cái comment nào. Rồi, và vừa đọc vừa cười các bạn ạ. Nên là thực sự là cái chuyến đi này mình chia sẻ thật lòng luôn, là mặc dù là có 4 anh em thôi nhưng mà mình cảm giác giống như là đang có hàng ngàn người đang theo dõi cái hành trình của mình các bạn, thì mình có thêm cái động lực rất là lớn để đi, để chia sẻ nhiều hơn. Nói chung là mình đang rất phấn khích về cái chuyến đi này, đến thời điểm này đang gần như trọn vẹn rồi. Bây giờ chỉ còn đi cái việc cuối cùng là đi khám phá về Tây Bắc cùng với Dũng nữa thôi. Dạ. Và cũng là cái chuyến đi để đời của mình cũng được khám phá Tây Bắc. Mình mặc dù đi đấy nhưng mà mình cũng bận bịu với công việc nhiều, chưa có thể thời gian để thu xếp mà không có người đồng hành. Dạ. Trọng nhất là người đồng hành mới là điều quan trọng, mà chuyến này có Dũng rồi anh Đông rất là thú vị, có phong cách rất là đặc biệt, mình nghĩ là rất là đặc biệt.
Còn thiện lành nữa là tuyệt vời luôn đấy. Những người anh em thiện lành đi chung một chuyến xe các bạn ạ. Tuyệt vời, mình nghĩ là hiểu nhau. Cảm xúc thì đang rất là háo hức và thấy tuyệt vời. Dạ, cảm ơn anh chú rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển trên tuyến đường này và nếu như mà có những cái gì đẹp hay nữa thì mình sẽ ghi nhận. Các bạn ơi, mình đang đi ngang qua tuyến đường này thì vừa đi qua cầu Thanh Trì. Xuống cầu thì thấy hai bên đường bán rất là nhiều ổi các bạn ạ. Có bạch nhỏ không cậu? Dọc đường này rất là nhiều. Gọi là ổi găng, ổi nhỏ, trái nhỏ các bạn. Ở Sài Gòn có bán luôn. 25 nghìn hả? 25 nghìn bạch hả? Rồi lấy luôn đi cậu. Đây. Đây 2 cân 50 nghìn. 2 cân 50 nghìn. Thôi 450 luôn. Đây có 50 nghìn lẻ đây, thôi đừng bắt người ta thối ở đây. Lẻ đi. Rồi lên ngon. Em có 500 ngàn mà mãi không xài được. Đợi trái ngon. Ồ, công nhận là ở đây bán nhiều ổi thật các bạn ạ. Phải đến 20 cái hàng ổi như thế này. Dọc đường luôn. Và mình nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy là ổi rất là ngon rồi. Rồi rồi, được rồi cô, cảm ơn cô. Có muối chấm không? Cho muối nha. Nè nè, cầm tiền trước đi. Ổi này lâu lắm rồi mình chưa ăn đấy. Rồi cầm tiền trước đi. Bây giờ để anh Đông mua lên rồi mình sẽ cùng với tất cả các bạn thưởng thức. Đây. Đã có hàng. Ôi. Hàng này chắc là phù hợp với mấy chị em phụ nữ hơn. Nhưng mà đôi khi mình ăn thì nó cũng ngon, nó cũng có cảm xúc. Mình để mấy trái ra trên kia anh chú nhờ. Rồi, chuẩn bị review đặc sản đầu tiên của khỏi găng. Đây, 2-3 trái gì đó. 5 trái lên trước. 5 trái. Đây, em lấy 2 trái lên trước ha. 5 trái nhé. Để từ từ. Anh Đông đưa lên chỗ đó 5 trái. 5 trái. Đây. Để lại sát chỗ tượng ấy nhỉ. Rồi. Bên đó mình có thanh long của đó. Đó, để sát lại luôn anh. Đấy. 6 trái. Rồi, bây giờ mình mời Phật thưởng thức trước rồi sau đó tới anh em mình các bạn ạ. Anh Tú đã ăn ổi này bao giờ khi qua tuyến đường này chưa anh? Chưa bao giờ ăn luôn. À. Đây phải nói là một cái chuyến đi mà anh Tú có, mặc dù là tuyến đường quen thuộc Bắc Nam thôi, nhưng mà có nhiều điều là lần đầu tiên anh Tú làm đấy. Ngon. Ngon bất ngờ đấy. Ngon đúng không anh? Biết thế mua từ lâu rồi. ngon, ngon, ngon. Động, chưa ăn. Chưa ăn. Anh Tú đang bảo là ngon bất ngờ, biết thế mua từ lâu các bạn ạ. Nó mềm đúng không anh? Hay là muối không? Có muối này, có muối này. Giờ muối đậm đà. Mời tất cả các bạn nha. Ôi, trái nào cho nó nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Đây này, to nhỏ gì cũng nhìn rất là ngon. Đây mình ăn một trái vừa vừa thôi. Anh Cảm ơi. Anh Cảm không ăn à? À. Ăn ổi rất là tốt cho hệ thống tiêu hóa đấy. Đúng rồi. Rồi người bị bệnh tiểu đường nữa. Rồi em ổi tốt. Em nói luôn nha, khoảng 5 năm nay em không ăn ổi. Ổi này thì nó thơm các bạn ạ. Đây. Năm nay em đang thấy có cái bụi trên này, mới là đất hay là cái gì đây. Mời các bạn nha. Kiểu gì cũng trở về cắt bụi hết ăn, cũng gắn đất vào đi, trước sau cũng phải ăn hết. Nó thơm mà nó ngọt. Hơi chua chua nhẹ. Và mềm các bạn ạ. Ổi này thì mình thấy nói là mình thấy một số xe ở Sài Gòn có bán hàng rong ven đường á. Họ ghi là ổi găng Hà Nội. Nhưng mình không tin. Mà hôm nay khi đi qua cầu Thanh Trì thì mình thấy ở phía dưới bờ sông Hồng các bạn trồng rất là nhiều. Từ trên mặt cầu là nhìn thấy rồi. Và hai bên đường thì người dân bán rất là nhiều. Nên là sau lần này thì mình tin chắc là ổi găng là đưa từ Hà Nội vào các bạn ạ. Hết hộp. Rít hột đây nè. Ngon, thơm. Ít chua. Chua chua ngọt ngọt. Thơm. Ăn ngon. Được. Ăn được hả? Có lý. Có lý. Có lý là từ của miền Tây anh. Ngon quá. Dọc trên này vẫn thấy bán các bạn này. Lau vào áo ăn luôn. Hai căn này xè. Hai căn này ăn là rất là tới Hà Giang luôn. Đông đi Lào Cai và nghĩ đến Hà Giang. Ngon. Hiện tại đang trên đường lên Lào Cai nhé bạn. Bên kia cũng bán rất là nhiều kìa. Có nhà ổi này nó ngon. Nó thơm và nó ngọt nhẹ. Hơi chua chua. Vị rất là dễ ăn luôn á. Hết à? Chỉ chờ cái cột thôi.
Trái này anh đâu? Cái hồi này người ta ngâm rượu được ấy. Mình thấy có người nói ngâm rượu được. Ngâm rượu luôn hả anh? Ừ. Bỏ này đây. Chụp lấy mấy kiểu rồi. Một trái ổi mà mình có thể ăn hết luôn. Không vứt một miếng nào luôn. Ổi từ lúc ra đến giờ mình ăn bao nhiêu loại đặc sản rồi ta? Ăn vặt á. Sầu riêng nè. Chôm chôm à. Chôm chôm. Chôm chôm nè. Kẹo mè sứng nè. Mè sứng hai loại nè. Bánh bánh gì ta? Bánh gì con này? Bánh hỏi hả? Bánh hỏi cháo lòng. Bánh hỏi cháo lòng nè. Ngon quá các bạn ơi. Cá gì của Lăng Cô á? Cá dè. Cá gì à? Rất là nhiều loại đặc sản nha. Hy vọng là sớm tiến đi. Cả mà nên tí nữa lên trên này chạy cho nhớ đường này. Anh chỉ cho. Anh làm thôi anh chỉ đường cho. Giờ đổi ca hả anh Tú? Đổi để cho Cảm chạy cái tuyến bên cao tốc này Cảm chưa đi. À cho lên để đi cho giữ được. Thì là đúng với tiêu đề của chuyến đi luôn nè. Đó, mình thử rất là nhiều đặc sản. Đặc sản luôn. Đúng chính xác. Ủa đúng rồi. Anh Tông bây giờ là đúng. Thầy sưu tập rất là nhiều loại đặc sản. Đúng nghĩa là đi về đặc sản. Bổ sung thêm. Cái ổi này nếu mà trồng ở vườn mình nha thì nó không được mềm như thế này đâu. Em không hiểu sao cái ổi Hà Nội nó lại mềm và ngọt, dễ ăn như thế này. Cái giống như nó nhỏ nhỏ nè. Cái ổi mà để mà nó chín với miền Tây nó phải bự vậy nè. Đúng rồi. Đó, để ăn được nó phải bự vậy nè. Này là ổi nhỏ. Ngon quá. Tuyệt vời các bạn ạ. Wonderful. Bạn nào mà chưa ăn cái này thì nên thử. Đi qua cầu Thanh Trì nhé các bạn. Bây giờ tới lượt anh Cảm lái xe. Mình đang đi trên một cây cầu qua một con sông rất là đẹp mà mình không biết là sông gì. Có đây có phải sông Hồng không anh Tú? Không. Sông Đuống này. Không chắc là tên sông gì nhé các bạn nhưng mà rất là to và đẹp luôn. Tao biết nè, con sông. Đối với Hà Nội thì mình chỉ biết đến sông Hồng thôi. Con sông này là con sông Đục hay sông Đuống? Dạ. Sông Đục. Sông Đục của anh. Nước có đục đấy không? Anh. Nước có đục. Anh. Anh đâu nói đùa đấy các bạn ạ. Thì bạn nào mà biết đây là sông gì thì các bạn có thể comment vào nha. Rất là đẹp này các bạn này. Đây hiện tại vẫn đang là ngoại thành Hà Nội. Thì bọn mình đang đi về phía cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Bây giờ là anh Cảm lái rồi. Anh Tú thì đang nằm nghỉ đằng sau. Anh Tú vẫn đang đọc comment của các bạn nha. Sông Đuống chính xác luôn. Sông Đuống hả anh? Đúng rồi. Vậy là mình vừa đi qua sông Đuống nha các bạn. Cầu sông Đuống. Vậy là cũng nói này đang nói ngày càng đúng không? Sông Đục, sông Đuống. Cái cảnh này giống ở mấy cái cầu dưới miền Tây của anh. Giống khu giống đoạn xuống cầu Mỹ Thuận. Giống như cầu chỗ Đồng Tháp này. Tiền Giang này là khi mà mình xuống cầu mình thấy hai bên nó như thế này này. Cái này là giống cầu cầu tới cầu Bằng Cống á. Cầu Bằng Cống đúng không anh? Đúng chính xác. Cầu Đồng Tháp á. Cầu Tiền Giang. Cầu Bằng Cống đúng rồi chưa? Mới thành à. Quá đẹp lắm các bạn ạ. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy khung cảnh hai bên tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đúng là khắp trên nẻo đường của đất nước thì bọn mình đi qua chỗ nào cũng toàn là cảnh đẹp không ạ. Nhưng mà rất là tiếc mình không có quay được hết toàn bộ tại vì như vậy thì thời lượng rất là dài. Ồ có rồi, bông. Đường đẹp quá. Nút giao mà vòng cua này là em đi chậm nhá. Dễ ngã lắm, em nó có mấy con ngã ở mình nút giao này. Đấy, giờ đi lên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đúng không anh? Rồi. Đây. Mình chuẩn bị hướng về Thái Nguyên. Đang mà tiếp tục hành trình đi về. Anh Tú vừa nói là ngay cái ngã rẽ này thì có một số xe đã lật ở đây rồi nên phải đi chậm thôi. Nhìn nó rất là bằng phẳng nhưng đối với xe lớn thì phải cực kỳ cẩn thận đó bạn ạ. Cua nó tròn hay. Kia kìa. Nó cua hình đấy. Xe dài này nó rất là dễ lật. Đường cua này cũng hơi khó đi đấy các bạn ạ. Một cái đường rất là kỳ lạ, nó vòng đây xong nó vòng lại như này. Đường cong mềm mại mà. Đường cong mềm mại. Được cái là mặt đường rất là đẹp các bạn ạ. Và khung cảnh xung quanh thì tuyệt vời. Xanh mướt luôn. Bên này có hồ sen này anh Đông ơi. Còn cô thôn nữ đâu? Cô thôn nữ đâu? Đúng. Cô thôn nữ bên hồ sen. Cô thôn nữ đâu? Chắc là cái này phải nhờ anh Đông tìm hiểu thêm. Thường hồ sen có cô thôn nữ.
Bây giờ mình có biển đi Nội Bài này, chậm chậm chú ý. Bây giờ mình đang hướng về thành phố Bắc Ninh hả anh Tú? Đúng rồi, đi về giờ, Nội Bài cơ. Giờ mới lên Thái Nguyên. Không, đây Thái Nguyên là vừa đi thẳng bên kia. À, bên này là Thái Nguyên. Rồi, nhưng mà bây giờ mình đi Nội Bài là đi thẳng lên trên Lào Cai. Lào Cai luôn, đây là một tí nữa là một đường một. Còn cái đường mà mình đi lên đây là đường quốc lộ 18. À. Là đây anh Tú đây các bạn. Long. Anh Tú nãy giờ bảo đi ngủ nhưng vẫn chưa ngủ được các bạn ạ. Đang rất là chăm chú đọc comment. Mình phải nhấn mạnh cái điều này rất là nhiều. Tại vì đôi khi các bạn không biết được là anh Tú lại thích đọc cái nhận xét của các bạn như vậy. Mỗi cái lời động viên làm anh Tú rất là cố gắng và có động lực. Nghĩ ra nhiều cái câu chuyện khác để kể cho các bạn. Dạ. Trong kia là hướng Nội Bài kìa cả đây. Nhé. Đấy, em nhìn thấy biển chưa? Rồi, đi Bắc Ninh là nó là đường đi đi Hạ Long. Bây giờ mình đi cái hướng Nội Bài đúng không anh? Đường rất là đẹp các bạn ạ. Mình đẹp, nhưng mà nó có mấy cái cua này nó tròn vo này. Mình mà đổ nhanh. Chính xác. Anh Tú nói là tại vì anh Cảm thì cũng mới đi qua cung đường này lần đầu đúng không anh? Nên là anh Tú phải thường xuyên nhắc, cũng không dám ngủ các bạn ạ. Nói là đi qua những khúc cua này phải cực kỳ cẩn thận. Tại vì khúc cua anh Tú nói là tròn vo. Xe tải như thế này, xe lớn container thì rất là nguy hiểm các bạn ạ. Đấy. Và chuyến trước kia có một cái gì lật ở bên kia đấy. Lật bên kia luôn hả anh? Địa hình nó như này thì lật phải hướng bên kia. Đấy, phải rất là từ từ nhé các bạn. Cái yếu tố mà nguy hiểm nhất là trong nghề lái xe là yếu tố lạ đường. Lạ đường đúng không? Lạ đường thì mình đi nhanh thì mình không kiểm soát được. Và cua ấy. Đã lên tới tầm này thì cái kỹ năng lái của bác tài nào cũng là đỉnh rồi. Quan trọng nhất là biết được cái phần mà đường ấy là quan trọng. Dạ. Sợ nhất là về phần lạ đường thôi. Đi với anh Tú một người có kinh nghiệm như này thì đấy. À. Vết lật đây anh? Đấy, vết đây đây. Đó. Mỡ đổ bên này này. Là cách đây lâu chưa anh? Hình như là cũng cỡ một tuần ấy, 10 ngày. Đấy. Mới cách đây là một tuần là có một chiếc xe vừa lật cái chỗ mình vừa đi qua đó các bạn. Container luôn đấy. Đổ rất là nhanh đấy. Đây nguy hiểm. Bây giờ cảm cứ đi thẳng một mạch là lên cửa khẩu luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ lên cửa khẩu Kim Thành của tỉnh Lào Cai nhé các bạn. Bây giờ đi lên trạm dừng nghỉ rồi anh chạy cho. Nhá. Anh ngủ tí rồi lên trạm dừng nghỉ km nó sẽ có mấy trạm dừng nghỉ ấy. Thì cảm đi vào trạm dừng nghỉ anh chạy cho. Trạm dừng nghỉ thứ hai nhá. Ờ bên tài mình đây này. À bên phụ đây này. Trạm nào bên phụ mình này. Cứ chú ý là thấy đây biển trạm dừng nghỉ rồi vào thôi. Các bạn ơi, bọn mình vừa mới vào trạm dừng nghỉ km 23 này các bạn này. Để đi rửa mặt, đi vệ sinh. Sau đó lại tiếp tục lên xe để tiếp tục hành trình các bạn ạ. Không có dừng lâu. Cái chuyến này mình đi với anh Tú thì phải nói là cái thời gian dừng nghỉ khá là ít. Xe rất là đẹp đó các bạn. Anh Cảm đang kiểm tra nhiệt độ lốp các bạn ạ. Xem là lốp có nóng hay không. Đấy, sờ xem là lốp nó nhiệt độ nó có quá cao, có nóng không anh? Nó chạy cao tốc mà mặt nhiệt độ ma sát nó cao. Dạ. Chắc là tí lên trên cao tốc kia mình sẽ nghỉ mình làm cái món mực. Mực nướng ông bồ. Tí nữa sẽ nướng mực nướng ông bồ đây này các bạn này. Đây. Bây giờ lên xe tiếp tục hành trình nha các bạn. Anh Đông đi ngủ các bạn ạ. Leo lên giường trên. Bye bye anh Đông nha, ngủ bye ngon. À, đây con mình anh nhỉ. Anh Cảm về lái. Nhà, chúc ngủ ngon này. Chúc ngủ ngon. Anh Tú cũng ngủ luôn anh Tú. Ngủ luôn anh, ngủ luôn. Nãy giờ thấy anh Tú đang nghe Phật Pháp. Thì có cái cô nghe giọng khá là hấp dẫn các bạn ạ. Sư cô gì anh Tú? Hương Nhũ. Trên Facebook nghe hay lắm. Dạ. Chắc là nhiều bạn cũng nghe rồi nhưng mà lần đầu tiên mình biết các bạn ạ. Có thể là sau chuyến đi này mình sẽ về mình nghe thử. Rất là tĩnh tâm mà sẽ ngủ luôn. Vấn đề là nghe pháp đây rồi về có tiếp tục tu tập không? À, hay là chờ tháng sau đến tháng tu có một hành là không có được. Nói chúng ta phải. Mình lên ngồi với anh Cảm các bạn ơi. Hiện tại là mình vẫn đang trên cao tốc để đi về Lào Cai nha các bạn, cửa khẩu Kim Thành. Có nhiều bạn bảo là mình hãy quay bên đường nhiều lên thì mình sẽ tranh thủ quay mỗi nơi một xíu nha các bạn. Mình cũng không quay nhiều được tại vì cái thời lượng nó sẽ khá là dài đấy.
Hiện tại là mình vừa tới địa phận tỉnh Phú Thọ nha bạn. Phía dưới này là sông Lô. Đây là lần đầu tiên mình đặt chân tới mảnh đất Phú Thọ các bạn ạ. Mình đã muốn đi đền Hùng Phú Thọ rất là nhiều lần rồi, nhưng mà năm vừa qua thì cái đợt tháng 3 các bạn thì dịch Covid nên mình không đi được. Có thể là sang năm mình sẽ đi nhé các bạn. Sông Lô nhìn rất là đẹp luôn. Đường phía trước rất là đẹp các bạn ạ. Mình vừa đi qua cái ngã rẽ vào đền Hùng nhé các bạn. Mình đi vào phía bên này là về phía đền Hùng. Tuyến cao tốc này mình thấy rất là thoáng các bạn ạ. Mặt đường khá là tốt. Không biết là các bác tài khác hay đi có cảm nhận như nào. Nhưng mà đây là đầu tiên mình đi trên tuyến đường này. Hiện tại thì mình đang ở một cái trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai nhé bạn. Hôm nay thì mình và anh Tú ghé vào đây để chuẩn bị làm một cái món rất là đặc biệt. Đó chính là cái món mực khổng lồ ốp ống bô xe đầu kéo nha các bạn. Thì anh Đông đợt này đi có mang theo một con mực khoảng 4-5 kg các bạn. Thì anh Tú sẽ lấy ra để làm, để ướp và sau đó cuộn giấy bạc và ốp vào cái bô của xe đầu kéo, là cái ống bô này các bạn này. Đó, ống bô này khá là to và nóng nha các bạn. Thì đi từ đây lên tới Lào Cai thì con mực nó sẽ chín là vừa. Giờ mình sẽ lại mình xem anh Tú chuẩn bị cái công đoạn để ốp vào ống bô nha. Đây. Xin chào các bạn nhá. Anh Tú hôm nay đi có mệt không anh? Anh cũng rất là khỏe. Nói chung là cái chuyến hành trình rất là ý nghĩa. Dạ. Mình gọi là có rất là nhiều cái sự chuẩn bị, cho nên là mình không có cảm giác mệt mỏi cả. Chứ đi này phải nói là rất là vui các bạn ạ. Cũng rất là may mắn khi mà lần đầu tiên ba anh em kết hợp đi chung một chuyến xe, nhưng mà lại cũng khá là hợp nhau, nên là rất là vui các bạn. Vui vẻ. Đây bây giờ mình sẽ xem lấy con mực này nha. Đợi có nước về để mình rửa nữa. Con mực rất là to mà nặng. Ồ, con mực này đã thái sẵn ra rồi. Đúng rồi, anh Đông anh đã cắt sẵn cái hình sẵn. Cái mắt lưới các bạn này. Bộ có vẻ bỏ trong kia nó đá ấy. Dạ. Nó đá nhiều quá mà cái này mình thấy là khá dày đây. Chắc là anh em mình chỉ ốp miếng vừa thôi. Chắc nó ốp hết không biết giấy bạc có đủ không? Em nghĩ là giấy bạc của anh Đông khả năng là đủ. Bây giờ mình phải coi giấy bạc có nó đủ lớn không để bỏ con mực này nha các bạn. Đủ lớn được thì mình sẽ làm rồi cuộn hết ăn hết. Đây. Tối khỏi phải ăn cơm luôn. Tối nay là ăn mực trừ cơm các bạn ạ. Bên kia là trạm dừng chân nữa các bạn kìa. Bọn mình đang đậu ở đây. Đợi một chút đã để cảm đi lấy nước về. Anh Tú đã bao giờ ăn con mực lớn như này chứ anh Tú? Chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên luôn. Vậy thì anh đã bao giờ mà làm cái món ốp ống bô của xe đầu kéo chưa? Anh cũng chưa bao giờ. Chưa bao giờ luôn. Thực ra là anh đã có từ lâu rồi. Nhưng mà anh chỉ cho một người bạn anh là làm bằng nướng thịt bò rồi. Dạ. Chứ còn anh cũng chưa bao giờ làm. Hôm nay thì được con mực siêu to khổng lồ này. Làm quá là tuyệt vời. Làm rất là xứng đáng hay. Mình rất là băn khoăn, là sợ là không biết nó có chín hay không nữa. Đấy, rất là nhiều cái để lo lắng các bạn ạ. Bình thường mọi người hay làm những cái clip dẫn chơi như là ốp vào ống bô của mô tô hay là xe máy thì mình thấy nó chín rất là dễ dàng. Thì hy vọng là với cái công suất cực lớn của xe đầu kéo thì nó sẽ làm chín được con mực này. Sợ là qua cái quá trình nhiệt chạy trên đường nó cũng giải tỏa bớt đi rồi. À, gió đúng không anh? Nó làm mát đi. Không chín thì mình sẽ dùng bếp ga mình nướng. Đây có cái giấy bạc thì nó cũng giữ được cái nhiệt bên trong. Gọi là mình sẽ phải thử nghiệm, mạnh dạn mà thử nghiệm thôi. Con mực này nhìn khá là ngon đó các bạn. Khá ngon mà bây giờ mình phải kiếm nước để mình rửa đã. Rửa lại các bạn. Quan trọng là có nước để rửa. Hôm bữa vừa rồi là mình để chung với tôm hùm đó các bạn. Rất là nhiều thứ ở trong đó. Dạ. Mình chờ nước và rửa nha. Thì anh Tú đang rửa con mực các bạn. Lấy nước ở trong trạm dừng nghỉ đây. Và nó xin một bình nhỏ. Mình ngâm lẫn trong kia thì thực tế ra nó cũng sạch rồi nhưng mà mình phải rửa qua. Phải nói là nhân viên của anh Đông rất là chu đáo các bạn ạ. Anh Đông chỉ cần nói chuẩn bị mực là nhân viên đã cắt xẻ sẵn cho mình, chỉ việc nướng thôi. Và chuẩn bị đồ ướp trên kia luôn kìa. Qua đây thì cảm ơn các nhân viên của quán anh Đông rất là nhiều. Đã chuẩn bị rất là chu đáo cái con mực này. Sạch luôn. Đặt cái tấm giấy bạc lên đó anh ấy. Đặt giấy bạc cái này. Anh Đông giữ em đầu kia với. Đấy. Mình đặt con mực nó vào giữa ha. Hay là mình làm cắt đôi cho mình lót hai miếng lại không anh? Mình cắt mấy miếng là bạc chơi chứ. Xem mà.
Không thế này mình cắt miếng giấy bạc á. Không, mình ghép. Từ từ đã. Mà mình chép thêm một miếng nữa. Mình cứ để. Đây. Khoan, cứ để mình làm nhá. Để anh Tú chuẩn bị. Anh Tú là có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện nấu ăn dọc đường, nên là hôm nay bọn mình chỉ là người quay thôi, để anh Tú chuẩn bị. Do mèo đấy. Đầu ngày cũng dữ dằn à. Này là sa tế đây. Hỗ trợ. Anh Tú con dao đẹp quá ha. Anh siêu được mèo đấy. Ngày mai mình đi trên kia sẽ rất là nhiều dao này. Siêu được biết lái xe siêu đầu kéo. Là anh hai YouTuber Mr. Dũng. Rất là nổi tiếng rồi. Mà còn anh YouTuber này mới ngày đầu tiên. YouTuber xúc mùa đông. Anh YouTuber amateur. Wow. Đấy. Thơm ha. Cái sa tế của anh Đông mang đi rất là thơm các bạn ạ. Không biết là có cái công thức gì đặc biệt không? Cái này là do bếp làm đúng không anh Đông? Mình nói bếp chuẩn bị trước. Thơm, sa tế này thơm. Thơm anh nhờ. Nó thơm hơn sa tế bình thường. Hứa hẹn là hấp dẫn. Mới bỏ sa tế và đã thấy thèm rồi các bạn ạ. Đây. Để mình quay cái nơi mà sẽ là ấp vô và xong mình tiếp tục. Đây. Rất là đơn giản nha các bạn. Các bạn chỉ cần rửa sạch mực, sau đó cắt xẻ cho nó có một cái đường mắt lưới đi. Sau đó mình cuộn giấy bạc lại và ốp vào cái ống bô. Thế là xong. Món này cũng rất là nhẹ nhàng trong cái khâu chuẩn bị. À, nãy giờ các bạn có để ý là anh Tú có một cái gì rất là đặc biệt không các bạn? Đấy, một cái nón này kìa. Đẹp quá. Nón này là mình mua ở trong nước luôn hay là nước ngoài gửi về tặng anh? Mua ở Đông Hà Quảng Trị. Đông Hà Quảng Trị, nón đẹp quá, đúng là cao bồi các bạn ạ. Cái này anh Tú mà đội lên khi lái xe rất là ngầu đấy. Người ta đội nón này cưỡi ngựa nhưng mà đây mình cưỡi xe đầu kéo. Từ đây lên Kim Thành Lào Cai còn bao xa nữa anh? Mình phải lên đến mấy trăm cây nữa cơ. Mấy trăm cây nữa. Khoảng 160 km nữa. Vâng. Thì mình chỉ lên trạm dừng nghỉ tiếp theo là mình sẽ dỡ ra mình ăn thôi. Dạ. Cũng khoảng vài tiếng hay tiếng mấy, 2 tiếng hả? Đúng rồi. Con mực này trước khi làm là nó khoảng 4,5 kg á. Làm bỏ rồi. Bây giờ nhờ anh Đông cầm cho cái dây ra. Đây. Anh Super Đông sẽ phụ anh Tú quấn vào đây. Tàu Super Đông từ Kiên Giang đi Phú Quốc. Nóng quá nhỉ, không biết là cái hơi nóng ở đâu ra ta. Ở đằng sau đây này. À đây này, các bạn thấy xì khói này này. Cái này là cái miếng gì vậy? Cái miếng này, cái miếng bao người ta làm cách nhiệt đấy. Cách nhiệt bao. Nhưng mà nó bị hỏng hết này. Ừ. Mình rất là đang lo lắng về cái vấn đề này đây. Mình phải quấn lại miếng khác này. Không, ý là lo lắng là vấn đề là nó có nó không đủ nhiệt. Đủ nhiệt hay không ấy. Nó bị một lớp á. Ủa, mình không quấn lên trên này mà mình quấn vào trong đó hả? Nó lực quấn nó nhiều, này. Lực nó nhiều. Cộng dây chì này không có đủ đáp ứng đâu nghe. Cộng dây chì nhỏ mà dài mới được. Cộng dây chì này quá cứng. Phải kiếm thêm cộng dây chì mới. Không có. Đây này, em nghĩ là đó là vừa đó. Đây. Như này hả? Đúng rồi. Như vậy đây. Có. Nhưng mà em nghĩ là cần quấn thêm giấy bạc cho chắc không? Mình hết giấy bạc rồi. À. Rồi, đang rất là khó khăn nha. Đợi anh Đông và anh Tú tính toán thêm một xíu. Cái dây thép này nó hơi cứng quá các bạn ạ. Cứng cuốn được hết mà. Anh Đông ơi, được rồi. Cái dây nhỏ ở đây trước. Đây. Cột giữ vào. Cái xe container các bạn thấy rất là dài các bạn. Cũng chỉ có chỗ vị trí này là tốt nhất thôi. Đúng rồi, em nghĩ là ốp vào vị trí này là đẹp anh nhất anh ạ. Dùng cái đấy cột cho. Rồi, em cột trước kìa. Nhưng mà mình lên quay vào trong này. Quay vào trong. Trong nó vô cũng kẹt đi. Nói chung là nó sẽ có cái thất bại hoặc là cái thành công. Chưa biết là có ăn được hay không này. Nói chung là chạy dọc đường là rất bắt tiêu. Nhưng mà dù sao mình làm được như thế này thì nó cũng thỏa mãn được cái đam mê của mình đã. Còn không chín thì tí nữa mình lên mình sẽ sử dụng bếp ga mình nướng lại. Đưa cọng kia luôn đi. Ôi, nhưng mà cái nước nó đang chảy nó thủng này. Không sao đâu. Cái này mình lên mình xịt qua cái là nó sạch thôi. Này là một cái không lo lắng đâu. Một cái idea phải nói là khủng khiếp. Coi chừng rồi. Không rồi, sao rồi, đâu. Rồi. Dùng cái này mình quấn mà. Một cái idea này là chưa từng có ai thực hiện. Chính xác luôn. Các bạn mình rất là thích mô tô thì vẫn xem những clip là ốp vào ống bô của mô tô. Nhưng mà đây là chắc là clip đầu tiên mà mình ốp vào ống bô của xe đầu kéo.
hay là do một cái ba anh siêu đầu kéo, anh siêu hải sản của anh siêu YouTuber cùng thực hiện. Hy vọng là ra là một cái siêu phẩm chứ không phải là một cái siêu thất bại. Siêu thất bại. Có thất bại thì các bạn cũng thương bọn mình ấy, vì bọn hy vọng là nó được gắt là được à. Ừ, bọn mình mất đi một con mực này cũng rất là tiếc đấy, không phải đơn giản đâu. Hay là mình đã không đã. Đủ hai vòng hay? Đông có đủ chuẩn bị vòng nữa. Đây anh đưa cho anh. Đúng rồi đấy, cột vào thêm vòng. Thơm nhỉ? Cái sa tế nó chảy ra một góc bô này các bạn này. Nó nóng lên nó thơm lắm. Bên kia rồi chưa? Rồi. Được. Đi được. Cuốn vào đấy được. Bóp nó vô. Gật thằng này ra. Rồi cũng may mắn. Hy vọng là không có gớt dọc đường. Cảm ơi. Lấy cho anh chai các bạn thấy một con mực khổng lồ như vậy mà không cuốn vừa một vòng của cái ống bô này, để cho các bạn thấy là cái ống bô này rất là to nha, và nó cao mình nghĩ chắc tầm khoảng 3 mét các bạn. Giờ thì mấy điều này nhưng nó mới chín được, quá khó rồi. Hy vọng là nhét lên cố lên anh Đông, cái dây thép này nó hơi cứng. Vô kẹt nó chứ. Rồi bẻ gì là hy vọng không rớt. Lấy cả khăn lạnh nữa, cảm ơn khăn lạnh. Cầm kia cũng tính rồi. Rồi chắc nha anh, không có đi đường nó sóc là nó rớt mất á. Cái chỗ này nó bị hở mất này, cuối cùng là nước nó chảy ra anh này. Không sao, nó trước sau nó cũng chảy ra, tại vì mình nóng quá là con mực nó cũng héo lại, nó cũng chảy ra. Ăn thua là giữ được, mà như đây nó có cái thế này thành mực một nắng. Chắc nó có thế rồi. Mà con mực rất là to, không biết là mình đủ nhiệt độ không. Đây anh cảm ra các bạn. Rồi bây giờ chỉ chờ kết quả đây ha. Mình sẽ nghỉ ở đây khoảng 5-10 phút gì đó và nổ máy lên đường để cho con mực nó chín. Và mình sẽ cùng với tất cả các bạn vào cái trạm dừng chân tiếp theo để ăn. Siêu phẩm anh Đông. Thành một siêu phẩm. Không phải là một siêu thất bại. 2 tiếng hả anh? 1 tiếng nhiều chín không? Bây giờ anh Tú đã nổ máy lên rồi. Các bạn nghe tiếng máy nổ đấy. Bây giờ từ cái nhiệt lượng nó tỏa ra từ cái ống khói này, hy vọng là nó sẽ làm chín con mực này nha các bạn. Rồi. Rồi lên xe. 2 tiếng đúng không anh? Tình hình khả quan không anh Đông? Khả quan, chị ráng này là đổ mồ hôi luôn mà. Anh Tú bây giờ sẽ thay anh Cảm tiếp tục lái xe các bạn nha. Bây giờ là anh Tú đang thay ca với anh Cảm nha các bạn. Anh Tú đang lái này. Và hôm nay mình thấy anh Tú có cái nón rất là đẹp luôn. Phạm Dũng là đội vào ngồi lái xe này đẹp. Rất là ngầu. Thử xem ra sao. Cao bồi lái xe đầu kéo chứ không phải cưỡi ngựa nha các bạn. Mỗi tội là mặc quần đùi. Mặc quần đùi. Cao bồi chẳng có ai mặc quần đùi đi cưỡi ngựa cả. Này là cao bồi Việt Nam. Cao bồi Việt Nam. Còn kia là cao bồi Diễn Tây. Công nhận là cái tuyến cao tốc này nó có nhiều đoạn, nó có cái tầm nhìn rất là đẹp hay. Đúng rồi, đây chưa phải là chỗ đẹp đâu. Chưa phải chỗ đẹp nữa. Lên trên kia thì cái địa hình sông núi đẹp hơn nữa cơ. À. Cho nên là có khi Dũng sẽ dành thời gian lên trên. Dành thời gian để mình lên cái đoạn đẹp nhất mình quay ha. Đúng rồi, đẹp hơn mình quay. Nào đến anh sẽ báo. Dạ dạ. Anh Đông đi tới đây cảm nhận như thế nào anh Đông ơi? Cho đến hiện tại bây giờ thì rất là thích, rất là vui. Và mình cũng cảm thấy là nhẹ con người sau 2 ngày của chuyến hành trình này. Và cái đích đến thì nó sắp tới rồi. Mình rất là háo hức. Và ngoài ra nữa là những cái hoạch, những cái chương trình sắp tới nữa cũng là đang là rất là háo hức. Dạ. Rồi. Bây giờ mình sẽ chờ tới đoạn đẹp nhất để mình tiếp tục quay như anh Tú vừa chia sẻ nha các bạn, để xem là cái cảnh như đó nó sẽ làm mọi người choáng ngợp như thế nào. Cái này cũng đẹp lắm. Quá tuyệt vời luôn. Cái này sáng là có sương một cái nữa là rất là đẹp ha. Đó, nguyên cái lần cây này. Rồi. Nhà không làm gì à? Anh Cảm đang gọi điện cho vợ các bạn ạ. Mới đi có 2 ngày là nhớ vợ rồi. Chuyện với vợ, còn anh Tú là vẫn đang lái nha các bạn. À.
tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có cái quần đùi thôi. Đây anh Đông ổ giò trắng đấy anh Đông ạ. Ngày mai mình đi Tây Bắc mình sẽ mặc quần dài mà chỉnh chu lại giao lưu với đồng bào dân tộc đúng không, cho mọi người nhìn thấy sự thay đổi khác. Các bạn nhìn thấy anh Tú đội cái nón này mà lái xe có rất là khác lạ so với mọi ngày khi mà các bạn xem trên kênh anh Tú không? Quá ngầu. Quá ngầu. Ngầu như trái bầu luôn. Mình cũng chưa, mình xem kênh anh Tú nhiều rồi mà chưa bao giờ thấy cái nón này. Không biết là có thể là anh quay clip nào đó mà mình không biết. Có đội 1-2 clip rồi anh. Đẹp quá. Ôi cung đường phía trước nè. Sông Thác nè, đó. Thú vị ha. Núi, một bên là cái sông ha. Sông này là giống như là nhiều ngọn suối thác ở trên núi đổ xuống rồi. Nó mới được vậy. Cái tuyến cao tốc này mình đi được 2/3 chưa anh? 2/3. 2/3 rồi. Ôi. Đây, đẹp thế này. Đó, đồi núi kìa. Tây Bắc thì mình sẽ còn rất là nhiều. Đẹp. Quá đẹp. Đây, phía trước kia cũng đẹp kìa. Đường phía trước kia rất đẹp. Ôi. Đây là sông gì mà đẹp quá các bạn sông ạ? Sông Hồng. Sông Hồng à? À. Vậy là con sông Hồng này sẽ chảy qua thành phố Việt Trì Phú Thọ đấy. Đúng rồi. Đấy. Ôi. Cung đường rất là đẹp ha. Quá đẹp các bạn ạ. Nếu mà nhìn vào mắt thường thì sẽ thấy nó lượn một cái hình chữ S rất là đẹp các bạn ạ. Đây là hành trình xuyên Việt. Đoạn này là đoạn đang đi phong thủy đẹp. Bên này là sông Hồng nha các bạn. Phải nói là mình ngồi đây mình có cái vị trí mình quan sát được toàn cảnh xung quanh rất là đẹp. Mình đi tới ngày hôm nay thì mình thấy là phong cảnh đất nước mình đi qua ba miền, chỗ nào cũng có một cái vẻ đẹp riêng. Và nhưng mà đặc biệt đi về cái hướng Tây Bắc này thì nó tuyệt vời, núi non hùng vĩ các bạn ạ. Anh Đông thấy anh Tú có cái nón đẹp quá cũng đang xí xa xí sọ một xíu các bạn ạ. Quá này là review. Review. Mình cũng thích cái là thích đội nón nha. Những lúc mà đi chơi, đi du lịch rồi đó thì mình thích đội nón. Chưa bao giờ đội một cái nón cao bồi mà cũng chưa bao giờ đóng vai cao bồi hết. Hôm nay là review cao bồi. Cơ hội đã tới anh. Quá đẹp luôn. Hợp không Dũng? Rồi. Không. Nhưng mà em thấy cái nón này nó sinh ra là dành cho anh Tú hay sao ấy? Tớ bự hơn. Anh đội vào nhìn giống cao bồi nhí quá. Anh Tú đội vào nó có cái phong thái, có sự hùng hồn ở trong đó, sự nghiêm ở trong đó các bạn ạ. Quá trời cảnh đẹp. Ôi. Núi non trùng trùng. Trùng trùng điệp điệp. Hoàng Liên Sơn. Hoàng Liên Sơn. Quá dữ. Tuyến cao tốc này đẹp quá các bạn ạ. Tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai rất là dài. Phải nói đây là một trong những tuyến cao tốc mà dài nhất đất nước mình nhá anh. 260 km mình còn đang đến 60 km nữa. 260 km. 100 km nữa mình phải tới. Dạ. Đợi kêu khác này nhìn có lý hơn chưa? Ôi. Kêu khác rồi đó. Bên này là đồng lúa nè. Đây là đồng hồ nè. Đây là đồng hồ nè. Đó là đồng ruộng nè. Đó là đồng ruộng nè. Mấy anh chị đang câu đây đồng bào nè. Trong bóp có đồng xu nè. Quá trời đồng. Bây giờ lại lùi bước về sau đi. Bây giờ mình đang ghé vào một cái trạm dừng chân để mình kiểm tra xem là con mực nó đã chín chưa các bạn ạ. Nãy giờ mình đi được 47 phút rồi. Mình kiểm tra cái nhiệt thôi các bạn ơi, chứ cũng chắc cũng chưa chín đâu. Xem là nó có đủ nhiệt lượng hay không. Đây là cái trạm dừng chân km 171+500. Ở đây mình thấy rất là nhiều container luôn. Giờ mình xuống mình kiểm tra nha. Chín nha anh Đông ơi. Ôi ở đây khung cảnh núi non hùng vĩ quá các bạn ạ. Khả năng là chín rồi chứ. Bây giờ mình đảo bời lại. Xem một mà không mình cứ để đảo bời lại đi. Thơm lắm. Mình đảo là bời lại cái là mình chạy nửa tiếng nữa là không chạy lâu lắm. Có gần đảo anh ạ. Em nghĩ là cái nhiệt ở trong cái giấy bạc đó, nó sẽ cuộn đều ở trong đó. Anh Tú thấy rất ngon rồi. Rồi để đi vệ sinh cái này rồi anh tiếp. Khả năng là ổn rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ cần chờ khoảng 20-30 phút nữa là lấy ra ăn thôi. Ổng ơi, ổng ơi, ổng ơi, ổng ơi. Nước rất là nóng. Nóng.
thao đâu. Không. Các bạn ơi, bây giờ tình hình là anh Tú vừa làm rách cái miếng này rồi. Con mực đang rất là nóng nha các bạn, nhưng mà nó chảy hết cái nước bên trong rồi. Nó chảy hết nước ướp rồi. Đợi anh Tú xử lý nha. Anh Tú và mình và anh Đông vừa kiểm tra ấy, thì thấy là nó khá là ổn, nên là quyết định là dừng ở đây ăn luôn. Khá là nhanh chín nha các bạn. Phải nói là cái nhiệt lượng từ ống bô phải nó siêu khủng. Rất là nóng nên là nó đã làm con mực khoảng 3kg chín rất là nhanh trong vòng khoảng 50 phút thôi. Bây giờ sẽ re xe vào đây để ăn luôn. Rồi mình xem anh Cảm re xe nha các bạn. Kế hoạch là chỉ vào kiểm tra thôi, nhưng mà không ngờ là con mực nó chín rồi nên là mình đậu đây ăn luôn. Thơm lắm các bạn ạ. Xe vừa đi ngang có một làn gió nó thổi qua, mùi mực thơm phức luôn. Cái sa tế của anh Đông ướp rất là ngon nên là cái mùi thơm của nó hấp dẫn lắm. Ở xung quanh đây thì chỉ có khung cảnh núi non trùng điệp các bạn, rất là đẹp. Mình vừa mới vào mua một bịch mận các bạn ạ. Và cái bánh đa để ăn với con mực nướng siêu to khổng lồ ốp ống bô xe tải. Ok chưa anh? Nóng không tưởng luôn đấy. Đây đây đây. Nóng anh. Nóng. Bây giờ mình sẽ cùng với tất cả các bạn thưởng thức xem là cái con mực này nó ngon như thế nào nha. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Lấy mấy căn lạnh đi Cảm ơi. Để khóa cửa lại nhá. Đấy, ở đây có rất là nhiều xe container nha các bạn. Các bác tài rất là dễ thương các bạn. Ăn ở bên này cho mát ha anh. Đấy, xe mình đây. Mình sẽ ăn ở phía bên này nha các bạn. Chín chưa anh? Chín rồi. Chín rồi mà. Thơm nhỉ. Thấy một cục. Chín mà, chín mà. Mặt trong này, mặt này, mặt trong này. Lạnh hơn mặt này. Mặt này, mặt trong này. Lạnh hơn mặt này. Ôi, các bạn nhìn này. Để nhà Tú lật lên này nữa đây. Đây, đang chế biến trong đó. Nóng hay? Nóng. Cứ sợ nó không chín mà khoảng 50 phút ở đã chín thì hay. Đúng rồi. Bú tiêu hay là cái xài núi xanh không? Đông. Đông, đông. Đông, đông. Đông, đông. Đông, đông. Đông, đông. Thơm ha. Cứ bỏ chung hết vào đây nhỉ. Đừng 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 bỏ mù tạt vào một chén. Có một chén không có mù tạt. Đây, hành phẩm mực khổng lồ, ốp bô khổng lồ. Ôi. Trời ơi. Nó teo lại các bạn ạ. Cái tảng thịt này. Ngon nhỉ. Đây đây để anh Tú lật hết để các bạn xem nguyên con mực này. Tay nghề bếp trưởng đầu kéo có khác. Bếp trưởng đầu kéo. Đây. Siêu đầu bếp. Quá ngon luôn các bạn ạ. Mình kẹp vô cái bánh đa này. Đây này, nhìn cái sớ này là các bạn biết là nó đã chín rồi. Masterchef đến từ USA. Ăn Mr. Tấu siêu đầu bếp. Phải nói là hôm nay anh em mình ăn cái con mực ở trên cái vùng đất Tây Bắc này quá hợp anh ạ. Khung cảnh quá đẹp luôn. Chở củi về. Không phải đây là chở hải sản về rừng. Chở hải sản về rừng. Chở bến lên núi. Rừng núi rất là đẹp đây. Bây giờ là gần 6 giờ chiều nhé các bạn. Khung cảnh mặt trời xuống núi nữa chứ. Đúng rồi. Đang chuẩn bị khuất qua cái nóc container kìa. Mình sẽ chia thành nhiều miếng. Dạ. Để anh em cùng ăn nào. Đầu tiên là phải để anh Tú là bếp trưởng thưởng thức trước để nêu cảm nhận. Nóng này. Nóng. Đấy, lúc đầu là cứ sợ nó không nóng này. Nóng lắm. Lúc anh còn ship bị bỏng ấy. Đấy. Thấy không? Là bốn anh em mình ăn cái là khỏi cần ăn cơm luôn. Đúng rồi, ăn thêm bánh tráng cái nữa thì. Ăn bánh tráng nữa. Thơm nhỉ, công nhận cái sa tế của anh Đông thơm thật đấy. Cái sa tế bình thường các bạn mua ở ngoài nó vẫn có mùi thơm rất là hấp dẫn, nhưng mà mình cảm nhận là về cái phần của anh Đông chuẩn bị á, cái mùi nó đặc biệt hơn. Các bạn còn nắm không hàn? Đó, ăn thử nó chứ đi, thử nó đi. Ê, để lấy nước chấm đã. Lấy mua xanh. Cắt mù tạt hay? À, mưa xanh. Cắt hơi nhỏ, hơi sâu tí các bạn thông cảm. Anh Cảm đang chuẩn bị này. Bây giờ nóng quá mình không biết cắt từ đâu đến đâu. Anh Tú đang cầm là con dao mèo. Cứ xé đại thôi nhỉ, xé đại theo cái đường nào nữa. Ồ, miếng nào miếng nấy coi kìa. Chuyến này Đông lên mua 1-2 cái mang về nhà hàng cắt cho khách ăn. Chỉ dao mèo đi. Đây trong kia bán nè. Trong kia có bán đấy. Chấm này thử đi. Hôm nào về mua. Đây. Cho hai bác tài thưởng thức trước nha các bạn. Mình và anh Đông giống như nhân vật phụ thôi nên là sẽ ăn cuối cùng.
Anh Cảm với anh Tú cứ ăn trước đi. Con mực siêu to khổng lồ ốp vào cái ông bồ siêu to khổng lồ. Mình chơi là dân giả luôn ha. Cái view này gọi là gì? View ngàn sao luôn. View ngàn sao. View nhà hàng. Lúc nãy mà khi mà mình nướng mình quấn lại anh thì cái nước của con mực nó chảy ra. Xong nó ở trong cái phần đáy của cái giấy bạc thì lúc đó anh Tú xé ra thử thì nó tuôn hết cái nước ra. Nó chưa chín cho nên là mình phải thử. Mình phải mở hết thử ai ngờ nó xít nữa thì bỏng. Rồi đúng rồi. Miếng bự kia lại để miếng miếng này. Đó. Cái này cái có lý. Cứ nghĩ không nóng mà nóng không tưởng. Không chín nổi nó ra đi một tiếng là vừa đẹp nhỉ. Anh Cảm với anh Tú thử trước đi. Đây nước chấm rồi nha các bạn. Muối ớt xanh này. Rồi muối tiêu chanh này, mấy cái này là ớt này. Đều là do anh Đông chuẩn bị mang theo nhé các bạn. Có khi là vắt thêm chanh vào anh Đông ạ. Có mua thêm hai cái bánh đa siêu to khổng lồ. Rồi. Kẹp vô. Ăn mực không trước ạ. Không trước. Cảm nhận trước. Không mình phải bẻ, miếng ra. Bánh đa đặc sản Bắc Giang. Đặc sản Bắc Giang anh. Đây đây, để anh Tú thưởng thức trước này. Mình phải đổ ra bên cạnh đây mình chấm cho nó đổ cái nó luôn, chấm cho nó sảng khoái. Mình thích kiểu này cơ. Nè, có thêm mặn nữa nè. Mình thích kiểu này đó. Ồ, đầy đủ hết trơn. Thích tưới lên kiểu này. Trời ơi, trời. Anh Tú làm miếng đá thật. Ngon và hợp lý. Muối hải sản, muối hải sản. Không thể ngờ rằng là cái muối này rất là ngon. Cảm. Dùng đi. Ông đi hai bác tài đó. Anh đi, anh đi. Dùng đi, dùng đi. Anh Cảm. Anh làm trước đây, đây 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 đây. Để hai bác tài ngồi ở bên này đi. Ngon quá. Đổ ra đây anh, đổ ra chấm cho sẵn. Đổ bao nhiêu anh ấy? Tưới lên trên cao rồi luôn. Cứ dưới mạnh mà. Một góc chảy vô này cũng được. Đúng rồi, cứ chảy vào trong đó cũng được. Giống như mình ướp mà. Đã. Rồi, quá thèm rồi tới em. Rồi không? Đây em, wonderful. Wonderful, wonderful, tuyệt vời, tuyệt vời. Quá thèm rồi. Ê, các bạn nhìn này. Giống là giống, con thịt nó trắng nè. Ồ, ôi, nó gầy nè. Tưới vô. Đây. Thôi được rồi. Thôi để chấm luôn, chấm luôn. Anh đổ vô đây nè. Bây giờ mình anh làm nó dũng cả. Này, là được rồi. Đổ qua đây nè anh, đổ qua đây nè, chấm đi. Hay hơn nó. Không thể cưỡng lại được các bạn ạ. Để anh tưới cho Dũng. Ai mà không muốn ăn mực mà nhìn anh Tú ăn thì cũng phải thèm các bạn ơi. Em cảm ơn anh. Ôi, nóng nha. Muối này hợp mà. Muối này ngon, rất hợp lý. Ôi, thực sự rất là nóng các bạn. Mềm mà, mềm lắm à. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Mời các bạn nha. Cái này khỏi phải ăn cơm tối nữa. Quá đã. Ôi. Khó lắm mà mới có cái không khí mà có cái món mà phải nói là tuyệt vời. Đặc biệt. Nó thơm. Nướng lâu cho nên nó chín thật sự ở trong này. Nó ngọt và cái muối ớt này nè. Nó cay vừa thôi. Nó thơm. Nó lại làm cho con mực nó ngọt hơn rồi. Quá đã. Ngon quá. Các bạn nhìn này. Tuyệt vời luôn. Đã thêm miếng bánh đa nữa. Đã thêm miếng bánh đa nó ăn giòn giòn. Ăn kẹp với bánh đa. Nói rồi, nó không mực ngon quá ha. Nó thấm vào trong rồi. Thôi tới thấm vô ha. Hôm nay anh Tú mới khám phá ra cái ống bồ của mình nó vi diệu như nào. Trước đây thì mình hướng dẫn cho người bạn của mình thử nướng bằng thịt bò đấy được. Chín được mà, thịt bò chứ không? Có. Thịt bò rất là nhanh chín. Lẽ ra mình định làm lên YouTube mà thời gian không có ấy. Ngay mình có duyên kìa. Đặc biệt ưu tiên để cho Phạm Dũng làm ấy. Quá đã. Cảm ơn anh Tú. Quá thịt quá. À. Kể với bánh đa luôn hả anh? Giòn lắm. Anh ăn kẹp thử với bánh đa. Nó giòn mà đỡ ngán nữa. Rồi bây giờ mình chấm thêm cái này nè. Đỡ ngán à, bên này nè. Này. Cái muối xanh ngon thật đấy. Ngon. Rất hợp. Ngon. Muối này rất hợp. Ăn đã. Các bạn thông cảm cho mình là cái tiếng ăn nó hơi to một xíu nhưng mà thực sự nó ngon quá. Và ở chung quanh đây thì khá là yên tĩnh. Không có ai hết, có bốn anh em đang ngồi ăn này. Ăn một tảng đó cho nó cái này mà mấy anh rắc muối ở bên nước ngoài mà nhìn cái cảnh này cũng phải nẻ. Nẻ luôn. Anh rắc muối củi chỏ làm sao mà rắc được những cái miếng thịt như này. Nó đẹp quá, đẹp luôn. À, anh Tú làm luôn tảng anh Tú ơi. Làm nguyên tảng này ăn nó sảng khoái luôn. Đúng chắc cà bòi luôn đó anh. Ngon, đã. Mà ăn chấm với muối hải sản đúng thơm ha. Thơm. Thơm mà quan trọng nước chấm nó ngon này. Ngon ha. Nước chấm rất là hợp luôn. Wow. Quá sảng khoái. Phê. Quá vi diệu. Quá phê.
quá hấp dẫn luôn. Một cái khung cảnh toát mồ hôi tí nhưng mà ăn rất là xứng đáng. Không, khung cảnh này là mình ngồi ăn. Còn bánh đa siêu to khổng lồ các bạn ạ. Sao rồi? Ồ, bây giờ mình để ý bánh đa có cả đậu phộng luôn nè. Đúng rồi, có luôn nè. Ừ. Có mè, có đậu phộng nữa. Ăn thử miếng xem sao. Đây các bạn này, có đậu phộng này. Hay mời các bạn nha. Mè đen với mè. Thật sự là cái mực nó đã quá ngon, nó làm lu mờ hết cái vị bánh đa thơm như hàng ngày nữa rồi. Bánh đa bình thường mình ăn nó rất là thơm vị vừng, nhưng mà bây giờ cái mực nó làm lu mờ hết tất cả rồi. Cho anh cái chai nước sau cảm. Mạnh quá. Cái vị mực với lại nước chấm hải sản nó mạnh. Chưa bao giờ mình ăn được con mực siêu to khổng lồ như này. Cung cấp thêm nước. Bao nhiêu năm trong đời rồi mà bây giờ lần đầu tiên đấy. Thật sự luôn. Nếu mà không nhờ có anh Đông đi cùng chuyến này thì chắc là mình không biết bao giờ được thưởng thức. Đây, mỗi người một loại nước luôn. Đầy đủ hết. Dũng có lần bảo tặng cho anh một con nhỉ? Đúng đúng, chính xác. Mình có nướng một con mực khổng lồ ở nhà rồi, và lúc đó anh Tú mình đã nhắn tin với anh Tú rồi, và anh Tú nói rất là thích. Mình bảo vậy thì hôm nào nếu có dịp anh ở Sài Gòn đó, đi giao hàng đó, thì ghé qua mình tặng một con. Đáng ngại. Đáng ngại. Nhưng mà trùng hợp hả? Cái dịp này là thưởng thức luôn hả? Đấy. Cái này là còn không anh? Hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Còn. Còn là thế thì cứ dưới vào đây nhờ. Ừ, đấy, dưới vào dưới thẳng đi. À, để xịt ở đây này, để nó có chảy ra. Nó có chảy ra thì nó vẫn ở trong cái miếng này. Quá ngon. Quá ngon. Dưới lên ăn nó mới ngon. Không có cay đâu nha nó các bạn. Nó phải đậm đà ấy. Nó cay rất là vừa phải. Em cảm ơn anh. Đây anh Cảm dưới cho mình đây. Mời tất cả các bạn nha, thưởng thức cùng ba anh em tụi mình. Quá đã. Quá đã luôn. Ăn dưới đậm. Ăn đã ăn nhiều mà sặc nó sặc luôn. Ồ. Cái dưới đậm mới ngon. Bây giờ ngon ha. Đậm ít quá thì không ngon, mà dưới đậm nó sẽ rất ngon. Dưới mạnh thêm một xíu nữa. Ngon quá. Không có mặn tí nào luôn ạ. Em cho anh một cái bánh siêu to không lồ. Gắn cái nữa này, đó, rồi gắn này. Gắn miếng nhỏ này, gắn miếng nhỏ này siêu to không lồ. Đó, siêu to không lồ. Quảng cáo nhà hàng anh cái gì. Anh sẽ được lên fanpage. Dữ dằn, làm slogan luôn đó. Có hồn lắm luôn á. Ồ, đẹp đấy, bức ảnh đẹp đấy. Có hồn lắm không? Tí quá đẹp rồi. Tí gửi ra lô luôn, xin luôn. Bây giờ nãy là anh Đông tính chụp để úp lên nhà hàng, nhưng bây giờ anh Tú thấy đẹp phải mua lại. Không. Đáng lẽ là nhà hàng này quyền. Bây giờ nếu thế này, bây giờ anh có muốn đi tiếp hay không hay ở lại? Ở đây. Không dám tiền, không dám tiền. Ở đây là giữa rừng luôn đấy. Cái này là ý của anh Dũng thôi, cho em không thấy đó. Không thấy đó, em không thấy đó. Không được ngã giá trong hoàn cảnh. Không được ngã giá trong hoàn cảnh này các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây tuyến cao tốc này giống như đi vào giữa rừng sâu các bạn ơi. Đi xuyên qua rừng hay. Anh em ăn bụi luôn nha, mấy anh chị là thưởng thức cùng nghe, ăn rất là bụi luôn nha, chứ không có được nài nếp hay là một cái không gian mà nó nhưng mà ăn bụi rất là ngon, nhưng mà ngon. Cảm giác là thích sảng khoái, rất là thú vị đấy. Các bạn thấy chỗ ba anh em tụi mình đang ngồi nè, xung quanh là rừng núi mà. Mình cũng rất là phục những người đã mở ra con đường này, con đường rất là dài và đẹp, nhưng mà đi qua rất là nhiều cái địa hình hiểm trở các bạn. No hả anh? No. Anh Tú bây giờ ba miếng bự rồi, trả lời. Ba miếng bự thì là rất lo. À mà anh ăn được gì là phải nói là mà này ngon, dễ ăn, mềm. Ngon mà. Nó mềm tới trong. Dai dai mềm mềm. Như con đà vô nữa, dễ ăn. Mặn thơm. Nó cái muối ngon, muối rất ngon. Đúng, chính xác. Em đi review thì em cũng khen cái muối của quán anh Đông rất là nhiều. Chấm hợp. Mặc dù ăn nóng chảy mồ hôi nhưng mà rất ngon. Đậu 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 thì mình ăn cái gì cả. Đậu đậu đó. Đâu đâu đâu. Đây, tới em thưởng thức. À. Đây, cắn một cái hấp. Đủ mồ hôi luôn. Bị ngon trên từ ngón tay nè. Quá hả luôn. Ngon. Không mực quá to nhỉ. To. Vậy là tính ra cái kế hoạch hoành tráng của mình là tương đối thành công. Thành công rồi đấy. Thành công. Thành công rực rỡ đấy. Tuyệt vời. Cái này nếu mà mình mà đi thêm 30 phút nữa có khi là nó lại không ngon đâu. Nó nóng quá. Mà nó dài, nó dai. Chưa đầy 50 phút các bạn, 47 phút là đã ngon như thế này rồi. Ngon. Rồi, mình làm cái miếng nhỏ này nha. Đây, đây để sang đây. Muối còn đấy nè. Ngon quá. Muối còn bọc á. Ngày mai mình ăn món khác. Muối ngon đấy. Muối này mà hết là không kiếm ra đâu, chỉ có về Sài Gòn mới có thôi. Mời các bạn nha. Ngon ha. Ngon luôn đấy.
Này là vừa no vừa ngán rồi các bạn. Nói thật sự là các bạn là bây giờ cái nền dưới này cũng hơi nóng nữa, cái nền nóng. Nó vừa vừa tắt nắng á. Cái gạch này nó mà bây giờ ngồi ngoài không có chỗ nào ngồi nữa hả? Thôi mà gì đi, mình thấy cảm giác nó lạ. Ở trên thì nó mát, gió hỏi ăn vô nóng mà dưới đất nóng nữa. Đúng là quá tuyệt vời, quá lạ. Trải nghiệm mà. Cuộc đời, đời là những chuyến đi cuộc sống. Đúng rồi, trải nghiệm. Cuộc đời là những chuyến đi dài. Mà em từng nghe một cái câu nói là giống như những bác tài, những Phật thủ mà đi nhiều nhất ở đất nước nè. Đi nhiều, đi lâu, đi xa. Và đi thường xuyên á. Đi thường xuyên. Bây giờ mình chưa biết đến điểm dừng là khi nào nữa. Dạ. Nhìn được nhiều góc độ. Có nghĩa là bây giờ mình làm cái công việc này, giờ mình chưa biết là điểm dừng là khi nào nữa mà. Cứ lái khi nào mình không thích nữa thôi. Mệt mỏi cái nghề rồi thì thôi. Dạ. Đúng là phải mệt mỏi. Chứ bây giờ mình đang còn tràn đầy nhiệt huyết thì mình cứ đi thôi. Nhưng mà em thấy mấy cái đà này với anh có cái tư tưởng, cái tâm hồn mà nhìn ngó rồi thưởng thức những cái đẹp rồi vui vẻ rồi anh kết nối với mọi người, nhất là những anh em tài xế cùng đó, thì vui. Anh thấy là rất là vui mà nó có ý nghĩa nữa. Mà đôi khi rất là okay. Nó có một cái nặng nề hơn cả đó là gia đình. À. Gọi là mình phải tĩnh lại một chút thì là nó gia đình rất là quan trọng. Nãy giờ đang vui nhưng mà nhắc đến gia đình là lại trầm lắng xuống ấy. Thì nó là phải thực tế về cuộc sống của mình thôi. Yeah. Thì đúng là mình không thể đi mãi mãi được. Đó là cũng là một cái giá mình phải trả. Đúng rồi. Cho cái gì cũng có cái giá của nó. Giống như cái việc làm mình làm YouTube đây. Yeah. Để mà làm được những cái này lên thì cũng là một quy trình của anh em mình này. Rất là nhiều thời gian các bạn ạ. Và không thực tế là mình cũng thấy hơi ngại một xíu khi mà vì những cái trò rất là vui trên đường thế này, anh em rất nhiều kỷ niệm này, nhưng mà anh Tú đang bị chậm hành trình mất mấy tiếng các bạn ạ. Không, bây giờ mình đi bình thường mà thoải mái thời gian. Thoải mái thời gian. Xe đi cùng thì đã tới trước rồi đúng không anh? Mình xe mình đang đi sau. Không sao hết, nhưng mà mình rất là lo rồi. Này là no rồi. Tại vì mình cũng rất là tranh thủ nhưng mà mình cố gắng thực hiện những cái điều đặc biệt độc đáo cho mấy anh chị cùng cảm nhận. Cùng xem, cùng cảm nhận và cùng vui với bốn anh em. Nhận được những comment anh Tú đọc, Đông cũng đọc, anh Dũng cũng đọc mà rất là thích, nên mình muốn làm. Với lại thật sự là mình cũng muốn trải nghiệm và mình muốn trong cuộc sống mình có những khoảnh khắc đặc biệt giống như vậy. Có thể là cái clip này sẽ lên trước các bạn ạ. Lên trước những clip trước nữa hai anh Tú. Nó quá hay đúng không? Đúng rồi, nó quá hay. Và nó cũng chia sẻ được nhiều cái cảm xúc của anh em mình. Có bốn anh em ở đây rất là vui khi mà thưởng thức giữa núi rừng như thế này. Và thông qua đây bọn mình cũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ bốn anh em tụi mình trong cái chuyến hành trình từ Sài Gòn ra tới Lào Cai trong những ngày vừa qua. Thực sự là vẫn luôn đọc những comment của các bạn và rất là thích. Mặc dù là có đôi khi là không trả lời được hết các bạn ạ, tại vì thời gian trên đường nó cũng không cho phép. Nhưng mà bọn mình luôn trân trọng cái tình cảm mà các bạn đã dành cho anh em tụi mình. Anh no rồi hả anh? Đất no. Tính ra là bốn anh em mà còn chưa xử hết công việc này nữa. Vẫn còn. Đây, này phải còn cỡ 3 lạng nữa. Này lại. Thôi đợt này anh Đông lại đưa cái món này vào nhà hàng đi. Mực khổng lồ ốp ống bô xe tải. Xe đầu kéo. Thì là mình phải mua với xe đầu kéo. Không. Tức là cái món này chỉ khi nào mà anh Tú về Sài Gòn mới có. Đúng một con thôi. Về gần tới Sài Gòn là sẽ nướng xong là chuyển trực tiếp về tới quán luôn. Rồi, gửi anh Tú. Chừng nào anh Tú ví dụ như tới Phan Thiết là nhận được cái thùng mực đó, ốp lên tới Sài Gòn cái giao cho khách luôn. Chạy miên xe công là giao cho khách luôn. Mà em nghĩ là cái ống bô đó ngoài mực có thể nướng cá, nướng thịt rất là thoải mái đây. Nói chung là chỉ thịt theo tảng như này. Đúng rồi, theo tảng á. Cuộn vòng. Ví dụ một cái tảng thịt bò hay tảng lườn này kia mình nướng đấy. Chắc là bây giờ mình để anh em ăn những miếng cuối cùng cho xong thì mình lên xe mình quay tiếp nha các bạn. Cũng khá là đầy đủ luôn. Quá tuyệt vời. Tạm biệt các bạn nhá. Chưa đâu. Chưa ăn xong rồi, mình còn lên xe nữa. Nãy bọn mình ngồi ăn bên kia kìa, cái góc ngay phía tay mình chỉ các bạn, và phía sau là đồi núi rất là đẹp luôn. Phong cảnh cực kỳ là hữu tình các bạn. Và anh em mình cùng tất cả các bạn vừa thưởng thức xong con mực khổng lồ, nướng cái ống bô xe đầu kéo của anh Tú. Bây giờ sẽ lên xe để tiếp tục hành trình nhé bạn. Anh Tú ơi. Giờ anh Tú vẫn lái đúng không anh? Dạ. Rồi đây. Rất là cao các bạn nhìn lên là như thế này này. Đó. Anh
Anh Đông lúc nào cũng có kiểu chào như thế này các bạn ạ. Kiểu chào quốc tế đấy. Rồi bây giờ bọn mình sẽ lên xe và bắt đầu hành trình đi về cửa khẩu Kim Thành của tỉnh Lào Cai để anh Tú giao cái container Thanh Long trị giá tiền tỷ này nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay rất là nhiều. Hy vọng là những hành trình bọn mình làm sẽ có ích cho các bạn trong vấn đề xem để giải trí và hiểu hơn về cuộc sống của các bác tài nha. Bây giờ lên xe đi thôi. Đang làm được bánh chọn rồi. Ồ nóng nhỉ. Tối nay con em mình về nấu mì tôm ăn thôi. Nấu mì tôm, ăn mực đủ á, ăn đủ hai rồi. Con tôm hùm nó xử lốt vào mì tôm. Tới để cho ngoài được. Nóng hay. Nãy anh Tú có nói là rất là áp lực khi chuẩn bị làm cái clip con mực này các bạn ạ. Chính xác đấy. Nói chung là để cái chuyến đi mà thành công là nói chung là mình rất là áp lực trong vòng mấy hôm. Thì rất là lo làm sao để truyền tải những cái nội dung mà nó vừa thực tế nhất đến các bạn rồi giúp cho Phạm Dũng là hoàn thành được cái hành trình để nó trọn vẹn, chứ vì thực sự là bản thân mình quay mình rất là nhiều. Nhưng mà mình lần này là lần đầu tiên mà có một người đi trải nghiệm với mình dạ. Một cái thời gian dài như này. Đúng. Vừa là những cái áp lực về trên đường, về hàng hóa, rồi nói chung là rất là mong muốn để Phạm Dũng mà hoàn thành được cái chuyến đi, gọi gần như là chuyến đi đẻ đời. Mình nghĩ là rất là khó có thể để mà làm lại được, tái hiện lại được cái chuyến đi như này nữa đấy. Rất dạ, là khó. Đúng, chính xác. Và như anh Tú nói đó là cái sự tái hiện được những cái sự thật đấy của các bác tài mới là khó. Và đó là cái điều áp lực nhất. Nói chung bây giờ là nó có rất là đầy đủ yếu tố. Ví dụ như con người kết hợp với nhau nó là một cái sự mà hợp lý nữa. Nó cũng rất là quan trọng. Đấy, chứ vì sao mà mình lại rất thích Phạm Dũng đi trải nghiệm? Vì Phạm Dũng có cái phong cách mà gọi là làm rất là thực tế. Dạ. Cái giọng nói rất là dõng dạc và dạ. Gọi là dứt khoát cho nên dạ. Là mình cũng rất là thích. Dạ, đấy. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hành trình nha anh đúng. Đông nữa thì có một con người gọi là có cách phong cách rất là phiêu. Rất là phiêu. Nãy đang nói dở thì máy quay hết pin, mình vừa mới thay pin cho máy quay các bạn ạ. Anh Tú đang nói là anh Đông có phong cách rất là phiêu. Phiêu như là chiếc khăn phiêu ấy. Anh cũng rất là phiêu. Anh cũng rất là phiêu. Nên là anh thích chơi với những người phiêu. Phiêu và vô tư, phóng khoáng. Rất là lại còn thiện lành nữa. Thiện lành, chính xác. Quan trọng nhất là mấy anh em mình đi với nhau là thiện lành. Đấy. Thật sự thì phong cách thiện lành. Thật sự thì lâu lắm rồi Đông mới như vậy. Thứ nhất là do chuyến đi, thứ hai nữa là rất là may mắn đi cùng anh em. Giống như là mình cũng có một cái điểm tương đồng về tuổi trẻ, về tư tưởng mà mình phù hợp với nhau nữa, nên thành ra là rất là sảng khoái. Mình thoải mái nghe được, mình tự nhiên nghe được. Thoát ra được khỏi cái gò bó cuộc sống công việc ha. Đúng. Bây giờ mình thay đổi rồi. Phiêu rồi đấy. Bây giờ đừng có phiêu nữa, mình ngắm cái tận hưởng cái mặt trời đang lặn xuống núi kìa. Đúng rồi. Rất là đẹp kìa. Đó. Không biết là các bạn có thấy không? Cái máy quay lùi ra đằng trước này. Đấy. Cái cung đường đây là cái mà anh Tú muốn các bạn xem, các bạn mặt trời đang xuống núi ở Tây Bắc nha các bạn. Nói chung là cuộc sống nó có nhiều những cái khoảnh khắc nó thú vị ấy. Mình thường bận rộn và không ai để ý, mình tự tạo áp lực cho bản thân mình. Đúng. Thế cho nên là mình phải tự hít thở thật sâu vào, mình thả ra để mình tận hưởng những cái khoảnh khắc như thế này. Chính xác luôn. Mình con người mình sẽ rất là nhẹ nhõm. Bản thân mình là một người gọi là rất là ngày xưa rất hay chịu áp lực với cuộc sống, mà sau này mình đã dành được cái sự mà tích tâm lại thì mình tận hưởng cuộc sống, thì mình không có bị sự nhàm chán nữa, gọi là an nhiên trong tâm hồn. Đúng hay. Rồi. Đấy, bây giờ thì bọn mình lại tiếp tục đi về cửa khẩu Kim Thành đúng không anh? Đúng rồi, tối nay cho anh em ăn mì tôm, nhưng bây giờ tôi rất là mệt rồi. Nấu nướng hay là đi ăn nữa. Tối nay lên cửa khẩu đi ăn mì gói các bạn ơi, nãy giờ ăn mực cũng khá đầy đủ rồi. Vì còn hai con tôm hùm với lại là cái mực vừa lại còn thừa, mình cho và mình nấu mì luôn. Nấu nguyên một nồi luôn. Em xử luôn mì tôm luôn. Vậy mình kêu là lẩu hải sản hạt cắm đi cho nó sang ăn. Bây giờ là còn cái dâu mực nữa mình cũng nấu luôn. Đúng rồi, lẩu mì tôm. Nấu một nồi siêu to khổng lồ. Rồi, mình xin được phép kết thúc clip này đây nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi rất là nhiều. Mình sẽ tiếp tục ghi nhận những điều thú vị trong cái hành trình này để gửi đến tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha.